Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có buổi làm việc với đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, có nhà máy tại khu công nghiệp Thăng Long 2, chuyên sản xuất các thiết bị xứ vệ sinh. Sau gần 2 năm hoạt động, công ty tạo việc làm cho trên 1.400 lao động. Trong tháng 2 năm 2020, công ty sẽ khởi công thêm một nhà máy với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Dự kiến nhà máy sẽ hoàn thành đi vào hoạt động vào năm 2022, tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng ghi nhận những đóng góp của công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam vào ngân sách tỉnh cũng như tạo việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Việc công ty mở rộng nhà máy trong thời gian tới sẽ có phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị công ty tiếp tục quan tâm vấn đề an sinh xã hội, phối hợp với các trường để đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như đời sống của người lao động.